Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh Quỳnh Tuyên Quang của em. Và tiếp theo em Quỳnh sẽ lên video clip chim mi mái để cho anh em nhà mình sưu tầm về ghép trống hoặc anh em về hộ chiến nha các bác nhé. Em mi mái mã số 13 này cả nhà mình này. Em lên cho cả nhà một em mi mái mã số 13 nhé. 1.100.000 cho cả nhà mình này. Mi mái thì chim cũng đã xì và âm xì rất là hay nha các bác nhé. Ở đây em chỉ có 4-5 em mi mái thôi. Trong clip này em sẽ lên hết cho anh em để anh em nhà mình lựa. Trống thì đôi khi sẽ dễ kiếm hơn mái bởi vì mái người ta không bẫy mấy các bác nhé. Người ta không bắt mái mấy nên không có đâu. Mà đợt này mi thì cả trống cả mái đều rất là hiếm. Mi mộc ấy không có nhiều nên là về được ít, kiểu lâu lâu về vài chục cái em ấy. Nên là các anh các bác nhà mình cảm thấy hợp nhãn mà ưng rồi thì anh em quất luôn nhá. Không là hết cơ hội sưu tầm mái đấy, vì nhiều anh em hỏi mái lắm. 1.1 triệu nha anh em nhá, mã số 13 đấy. Em mời các anh nhà mình cùng thẩm cho dễ này. Em sẽ dí rất là sát vào cam để cho anh em xem. Nói chung là chim nhanh nhẹn, cám cứng, sang lồng tắm rồi sang hộc các thứ là rất là dễ sang. Bởi vì hàng này chắc khoảng 2 tháng lồng nhá các bác nhá. Khoảng 1-2 tháng lồng thôi. Đấy, biết nói chung là cũng dễ huấn luyện thôi, cũng không có gì là quá khó khăn cả. Tiếp theo thì em sẽ lên một em mi mái mang mã số 14 cho anh em nhé. Các bác ơi, em lên cho anh em nhà mình em mái mã số 14 nhá. Chim mái mà đẹp như chim trống nha anh em ạ. Đấy, em này thì cũng đã xùy ở trong hộc rồi nên anh em nhà mình yên tâm nhá. Bác nào mà muốn sưu tầm em mái về để nó kích trống, giúp trống của chúng ta căng lửa hơn ấy, thì anh em có thể ủng hộ em Quỳnh. Em này rất là đẹp, 1.200.000 cho cả nhà. Bộ to, ngực nở, đuôi to luôn nhá. Đấy, móng mỏ rất là mỏng, đẹp chim, đầu bằng, chân hồng, móng mèo. Nói chung là một em chim mái đẹp như là em chim họa mi trống luôn. Ta thấy chim họa mi nhà em hót réo rắt vui tai không? Hót cả ngày luôn đấy các bạn. Đấy, nên là nói chung là chẳng có tiếng hót con chim nào có thể sánh với tiếng hót chim họa mi. Anh em cứ mất thời gian và chịu khó kiên nhẫn, kiên trì một chút, chúng ta sẽ huấn luyện được những chú họa mi rất là hay để nghe hót nha anh em nhé. Chơi chim thì chúng ta cứ chơi mỗi con 1-2 con thì nó cũng rất là hay. Nên là không nhất thiết là phải chơi một loại đúng không anh em? Họa mi bác nào mà biết chơi thì nó cũng rất là dễ thôi. Mà chinh phục được họa mi thì thường là sẽ chinh phục được tất cả các loại chim khác anh em nhé. Bởi vì họa mi gần như là nó là dòng cũng hơi khó chơi, và đặc biệt là anh em thì hay chơi theo đôi theo cặp ấy. Chứ nếu mà một mình trống mà trống các bác không biết chăm biết chơi thì có thể nó cũng sẽ ít hot. 1.200.000 cho cả nhà em mi mái siêu đẹp như chim trống như này nhá các anh nhá. Người dài dáng dấp rất là ok luôn. Đây. Rất là gần đầu mặt để cho anh em nhà mình quan sát nhé. Ngoài ra thì bên nhà em Quỳnh có sản xuất các loại cám như là cám tổng hợp, cám mi, cám màu, cám khiếu, trẻ than, trẻ lửa có hết. Rất là mong sự ủng hộ cả nhà nhé. Liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo của em để em có thể gửi mẫu cám hoặc là báo giá cho anh em nhà mình. Đấy. Số điện thoại của em là 0983 936 899 anh em nhé. Em sẽ để luôn trên màn hình để cho các bác tiện liên lạc. Bây giờ em sẽ chuyển sang em mã số 14-15 nha anh em nhé. Clip này chỉ có lên nguyên mái thôi, lên một leo 4 em mái luôn để cho anh em nhà mình thoải mái vô tư mà lựa. Anh trai nào mà đúng cái tiêu chí đang cần mái thì vào ngay cái clip này của em nhé. Đây đã là em mái số 3 rồi đúng không ạ? Một em mái người cũng rất là dài. Rất là dài chim và trường chim nhé. Em này thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà giá 1.050.000. À 1.150.000 các bác nhé. 1.150.000. Bởi vì một em chim siêu dài luôn. Đầu mặt cũng rất là ok nhá các anh nhá. Nói chung là kể cả anh em ghép sinh sản, anh em lấy những cái con mẹ, con mái đẹp mà dài người như này, chắc chắn là nó sẽ đẻ ra những chú những quả trứng mi rất là, những cái thiên thần rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. 1.150.000 cho em nhé anh em nhé. Chân móng đầy đủ, không có một tật lỗi gì. Đấy. Bảo hành cho anh em nhà mình là chuẩn chim như video clip, và bảo hành đến tay anh em chim khỏe mạnh, sống sót ok các bác nhé.
Anh em ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì cũng đừng ngần ngại, cứ mua hàng ủng hộ bên em thì bên em sẽ ship cho các bác. Gọi là đến tay anh em là khỏe mạnh, chim rất là ok luôn. Chim ở đây thì đã ăn cám cứng ngon lành rồi, và hiện tại đang ăn cám nhà em sản xuất luôn các bác nhé. Nên là anh em yên tâm, khi mà anh em có lấy hàng cả chim bên em thì em sẽ tặng cho anh em theo một gói cám. Thứ nhất là về anh em chăn thử trải nghiệm sản phẩm, để anh em cảm thấy ưng, cảm thấy cám phân quân, cám thơm, chim nó ăn ít thì anh em có thể ủng hộ em những cái đơn cám tiếp theo, đúng không? Ngoài ra nếu như anh em nào không thích thì em có thể tặng anh em để anh em về trộn với cám ở nhà của anh em, để điều đấy rất là thoải mái vô tư, đúng không các bác? Thế là anh em có nhu cầu thì ủng hộ em nhá, vừa được chim vừa được tặng cám đấy cả nhà. Em này chia sẻ với cả nhà giá 1.150.000, chim tại Tuyên Quang nhé, em có ship toàn quốc. Tiếp theo em sẽ chuyển sang em số 4, cũng là em mái cuối cùng trong video clip này hôm nay của em rồi. Em lên với cả nhà em mái số 4 trong video clip ngày hôm nay nhá. Đây một em mi mái nhá các bác nhá. Em này thì nhỏ nhỏ xinh xinh. Đấy. Em này em chia sẻ cho cả nhà mình giá 1.050.000 nhé các bác nhá. 1.050.000. Một em mi mái trường chim, ngực khá là nở nhưng mà chim hơi gầy. Chia sẻ giá rất là yêu thương rồi, nên là anh em nhà mình vui lòng không mặc cả rồi em Quỳnh nhá. Ở clip này em chỉ có 4 em mái chia sẻ cho các bác thôi, trong khi đó là về được 20 em trống mà chỉ có mỗi 4 con mái thôi các bác ạ. Anh em nào đang cần mái thì anh em nhanh tay ủng hộ em nhá. Chim mái thì cũng đã xùy rồi ở trong hộc ấy, ở trong hộc đã xùy nên là về anh em có trống anh em ghép gần hoặc ấy thì chim nó cũng vẫn là dễ thuần hóa thôi, không có gì là khó cả. Như với em chim này cũng vậy, chim này thì là chim non thôi nhá anh em nhá. Em này chắc kiểu hàng bánh tẻ thôi, mái này hàng bánh tẻ thôi, nhưng mà hàng bánh tẻ nó cũng có cái hay của hàng bánh tẻ là về nhà anh em nó có thể học giọng những loại chim khác rất là nhanh. Mi mái nó sẽ học giọng xùy, học giọng ấy thì nó nhanh học giọng nhá, giúp trống của chúng ta kích lửa kích điện cho trống rất là hay luôn. Nhà em thì cứ khiếu rồi mi rồi là chòe hót réo rắt suốt các bác ạ. Đây là anh em chơi chim mà nuôi mi thì anh em nên nuôi theo mái, vì mái nó giúp kích lửa kích điện cho trống rất là tuyệt vời. Vì mi nó hay sống theo cặp mà, theo đôi theo cặp ấy, nên các bác cứ sưu tầm một em trống một em mái, kể cả trống mộc mái mộc cũng được, nó ăn nhau rất là nhanh nhá. Em này em chia sẻ cho cả nhà mình giá 1.050.000 nhá, là em mái rẻ nhất trong 4 em mái rồi. Thì rất là mong cả nhà mình ưng em nào thì ủng hộ em. Bây giờ cũng hết 4 em mái rồi, chắc là em xin phép dừng clip ở đây. Ngoài ra anh em có nhu cầu thì anh em có thể ủng hộ cám bên em nhá. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Bye bye mọi người.